Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 12 năm 2024, tại Paraguay sẽ diễn ra kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO. Theo đó, hồ sơ đề cử lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam đã được đệ trình lên UNESCO và sẽ được đánh giá trong kỳ họp này. Nếu được công nhận, đây sẽ là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của Việt Nam, được UNESCO vinh danh, tiếp tục làm trạng danh văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng Nam Bộ, được giữ gìn qua nhiều thế hệ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2014. Năm 2023, tại Diễn đàn Giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam-Ấn Độ đã vinh danh Lăng Miếu Núi Sam là điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương và lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam là hoạt động văn hóa tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành du lịch Việt Nam, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam. Lễ hội Chí Bà, bên cạnh các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, hướng tới chủ điện thờ là một nhân vật huyền thoại, còn gắn với những nhân vật lịch sử, những người có công khai phá và bảo vệ vùng đất này, danh tướng Thoại Ngọc Hầu và phu nhân cùng các bộ tướng và binh sĩ. Những hành trang đích thực được gắn kết với đời sống văn hóa tâm linh để góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử phát triển vùng đất Tây Nam của Tổ quốc trong xã hội đương đại. Vào đêm 25, rạng sáng 26 tháng 4 sẽ diễn ra lễ túc yết và lễ xây chầu với nghi thức cúng tế cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất đai phì nhiêu, người dân khỏe mạnh yên vui. Lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam kết thúc vào ngày 27 tháng 4 sau khi cử hành lễ chánh tế và lễ hội sắc. Ngoài phần lễ truyền thống, phần hội cũng được tổ chức đan xen với các chương trình mang đậm nét văn hóa của bốn dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer như tuần lễ văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn văn nghệ dân tộc, vân vân. Lễ hội mang giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thể hiện sự sáng tạo và được lưu truyền qua nhiều thế hệ, chứa đựng giá trị lịch sử, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân An Giang nói riêng và cả nước nói chung. Trong những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền địa phương, người dân Châu Đốc và cộng đồng thực hành lễ hội đã luôn duy trì, gìn giữ và phát huy giá trị lễ hội Chí Bà Chú Xứ. Do đó, hàng năm, lễ hội Chí Bà thu hút hàng triệu lượt du khách đến hành hương, dân lễ, cũng như chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất Châu Đốc, An Giang. Từ ngày 27 tháng 11 năm 2024, đoàn công tác của tỉnh An Giang do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn, sẽ tham dự kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam tại Paraguay từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 7 tháng 12 năm 2024. Và theo hồ sơ đề cử, lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam thuộc di sản đa loại hình lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Sau khi được ghi danh, lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam sẽ là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của Việt Nam, được UNESCO vinh danh, đồng thời là di sản đầu tiên của cả nước có chủ thể là các dân tộc đa số và thiểu số, và là di sản thứ hai của vùng đất Nam Bộ được đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại sau đờn ca tài tử Nam Bộ. Hành trình đề cử UNESCO là cơ hội để lễ hội Chí Bà Chú Xứ Núi Sam vươn xa hơn, trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Đây không chỉ là trách nhiệm của người dân An Giang mà còn là nhiệm vụ chung của cả nước trong việc bảo tồn một phần di sản quý giá của dân tộc.